Hello, xin chào bạn. Hôm nay review gì nhỉ? Thật sự là đang không biết review gì. Tại vì trên người mình đang test một đống mùi. Thôi, làm con này đi. Con này là một con mà đợt trước Blanc có nhắn cho mình rằng: em ơi, làm review nó đi. Tại vì thứ nhất, đó là đánh giá của nó ở trên những cái trang như là fragrantica.com hay kể cả là những cái nền tảng khác mua sắm ở thị trường Việt Nam, thì Genuine của Amat là một trong những chai nước hoa được đánh giá với số lượng vote cực kỳ cao. Mình cũng rất là tò mò, tại vì thực ra con này thì mình đã biết tới rất lâu rồi, và mỗi lần nhắc tới nước hoa của Amat trong cái thời kỳ mà tầm 2016-2017 thì nói thật là tôi không muốn thử một tí nào cả. Nhưng mà sau khi mà tôi cầm con này vào tay thì có lẽ tôi đã thay đổi khá là nhiều suy nghĩ, đặc biệt là đây là một trong những chai nước hoa ra mắt thời kỳ đầu của Amat nữa. Và chúng ta hãy cùng nhau sau xem đó là Genuine phiên bản Pearl Home của Amat này có gì đặc biệt và nó có đáng mua hay không nhá. Đầu tiên thì phải nói qua về cái cảm hứng sáng tạo của Amat Genuine phiên bản Pearl Home này. Thì nó là một trong những cái chai nước hoa được làm mùi giống với chai Quid Rhinoritis. Đây cũng là một trong những chai nước hoa mà mình đã nói trong cái phần điểm tin số 1 ở một cái video khá là lâu. Thì nếu như bạn nào chưa biết thì nhà Quid nó được biết tới nhiều bởi chai nước hoa Quid Rhinoritis. Và mình nhớ không nhầm thì chai nước hoa đấy nó là một trong những mùi mà Tổng thống Mỹ Kennedy sử dụng hay sao ấy. Tôi không nhớ rõ lắm, nhưng mà khi mà cái thời kỳ mà cái nhà nước hoa Quid chưa được mọi người biết tới thì cái chai nước hoa Quid Rhinoritis đấy là một trong những chai nước hoa hiện tượng. Và đấy cũng là chai nước hoa mà có lẽ rằng là gần như với những người châu Âu, với những người ở trên thế giới, người ta biết tới Quid nhờ em nó, chứ không phải là chai Aventus đâu. Aventus là mãi sau này khi có một YouTuber nước ngoài review thì người ta mới biết tới Aventus thôi. Còn trước đó thì với những cái người mà đã biết tới Quid rồi thì đa phần đều từ chai nước hoa Quid Rhinoritis đấy. Thì cái này đọc hơi líu mồm vì tôi cũng dốt tiếng Anh nữa, nên là thôi các bạn thông cảm nhá. Thì chai nước hoa này nó được ra mắt vào năm 2015. Còn cái phiên bản Quid kia nó ra mắt cách đây khoảng tầm 20 mấy, gần 30 năm rồi. Và chắc chắn thì đây cũng sẽ là một cái mùi hương, nó mang cái nét cổ điển và nó mang cái mùi của thế hệ trước khá là nhiều. Nên là phải cân nhắc luôn và nói ngay từ ban đầu để các bạn đỡ mất thời gian xem cái video. Và bây giờ chúng ta cùng nhau đến với cái phần thiết kế của em nó nhá. Thì đây, mình sẽ để vào cái cam này vì cam này nó khá là nét và rõ. Thì các bạn có thể nhìn thấy đây là một cái thiết kế chai, cái kiểu một cái lọ hóa học, nhưng mà nó được làm màu xanh rồi. Và bên cạnh đó thì nó còn được bo một cái lớp giả da. Tôi nghĩ là giả da thôi, nhưng mà sờ nó cũng khá là cứng cáp ấy. Và đây thì nó là một cái mác sắt có ghi chữ Genuine phiên bản Pearl Home. Đó. Nhưng mà thực sự thì vào cái thời điểm 2015-2016 mà nhà Amat lúc đấy họ cũng mới thành lập mà họ đã cho ra một tác phẩm về thiết kế đẹp như thế này, đánh giá cực kỳ cao, trả bù với mấy con kiểu Club de Nuit. Tại vì tôi thấy Club de Nuit thì bao nhiêu năm rồi nó vẫn thiết kế như vậy, thay mỗi cái phần về màu sắc thôi. Chắc là cũng lười làm thêm một cái phôi về thiết kế mới. Nhưng mà nói thật là thiết kế này đẹp. Okay, các bạn đã nhìn thấy phần nắp của nó cũng như này. Và nắp này thì nó rất là chắc chắn nhá. Các bạn đậy vào như này, các bạn cầm như này nó không bị rơi. Đây, tôi cầm như này, tôi lắc này. Mãi thoải. Chứ mà những cái chai khác thì cũng mà rơi tuẹt luôn. Nhưng mà phải nói rằng là chai này có thiết kế khá là hay ho, bắt mắt. Thỉnh thoảng kiểu rắt ở đây ấy. Rắt ở đây như kiểu thỉnh thoảng là nhiều chai rượu ấy mang ra uống. Nhưng mà đây chỉ là đơn giản là xì thôi. Thì về cái phần đánh giá này thì đánh giá khá là hay, đặc biệt là ở trong cái thời điểm mà nó ra mắt. Về phần mùi hương của em nó thì nói thật là mùi của em nó so với Quid Queen Iris thì nó sẽ giống ở khoảng tầm dry down, chứ nó không giống ngay ở cái nốt hương ban đầu. Thì nếu như bạn nào đang tính mua clone đấy, mong chờ thì tôi cũng nói luôn với các bạn, vì em này ấy, khi các bạn xịt ra ấy, thì các bạn nhận thấy nó như kiểu là một cái nước mà được ép từ những cái loại kiểu
thảo mộc khác nhau ấy, nhưng mà cái nước ép này thì người ta cho thêm đá vào, và cái cảm giác ngoài cái cảm giác kiểu fresh ra mà thì mình có cảm giác như kiểu mình đã uống những cái nước mà để đi thiền thế các thứ, để cả một cái cảm giác nó refresh lại bản thân ấy, thì cái mùi hương này như vậy. Hoặc là như là các bạn đến những cái phố mà nó bán nhiều những cái gia vị hay là những cái kiểu thảo mộc thảo dược ấy, thì ở đấy cái mùi hương này, tốt này nó khá là giống. Và cái nét này nó sẽ kéo dài ở đâu đó khoảng tầm 10 đến 15 phút. Đặc biệt là cái nét tươi thì nó được khoảng tầm 10 đến 15 phút thôi. Và nó sẽ biến chuyển sang một cái bay mùi ngọt, ngọt hơi kiểu kẹo dẻo một tí. Nó khá là thơm và khá là hấp dẫn ở cái khoảng giữa này. Lúc đầu mình kiểu khá là kiểu wow, ô hay phết nhở. Nó cũng không già đến như mình tưởng. Tại vì với mình ý, thì con quýt kia nó khá là già ở cái khoảng giữa. Nhưng mà ở em này thì cái mùi kẹo dẻo ấy nó xuyên suốt khoảng tầm đâu đó một tiếng đồng hồ. Và sau rồi thì các bạn sẽ nhận thấy một cái nét phấn phấn rất đặc trưng của hoa tím. Và rồi thì nó sẽ là một cái bay mùi xạ nữa. Và nó mang tới một cái cảm giác đúng kiểu mùi nước hoa của chú, của bố, của thập niên trước. Và những cái mùi đấy thì gần như bây giờ các bạn sẽ nhận thấy rất rất ít. Ví dụ như những cái mùi như Dior Homme Intense này, nó lại mang một cái hơi hướng ngọt, nó vẫn có phần khá là trẻ trung. Nhưng mà vì cái mùi hương này làm giống với con quýt kia, mà quýt thì như mình nói đã ra mắt rất lâu rồi, vài chục năm rồi, nên là cảm giác cái mùi này nó khá là già, của những người đàn ông siêu 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 trưởng thành, phải tầm ngoài 30 mà kiểu đã có gia đình rồi. Và dry down của mùi hương này thì nó chỉ được cái là nó sẽ tạo một cái cảm giác kiểu an toàn ấy. Và nếu như mà để so sánh nhá, thì cái phiên bản Quýt United Twist kia thì nó có cái phần top note khá xanh. Em này thì không được xanh như vậy. Mình ngửi con Quýt ấy thì ban đầu mình có nghĩ tới cái những cái thảm cỏ mà vừa mới cắt, mà người ta đưa những cái máy cắt ở những cái phim Mỹ, người ta hay có những cái thảm cỏ phía trước nhà ấy, thì người ta sẽ đưa những cái máy cắt và họ tưới nước lên đấy xong rồi họ cắt, thì mùi nó xanh như vậy. Nhưng mà dry down thì nó lên một cái bay mùi khá là già dặn và trưởng thành. Còn với cái phiên bản này thì cảm giác là cái top note nó không được giống hoàn toàn, mình nghĩ chỉ được đâu đó tầm 50%, và dry down về sau thì nó lại có phần thiên hướng vì nó có cái nét ngọt kiểu kẹo dẻo đó, và nó sẽ trẻ trung hơn cũng khoảng tầm 60-70% so với con quýt kia. Nên là mình nghĩ rằng là đây sẽ là một trong những cái sự thay đổi khá hay ho để các bạn có thể lựa chọn nếu như các bạn thích cái mùi hương của con quýt đó. Và tổng quan lại thì đây vẫn chỉ là một cái bay mùi kiểu swappy sạch sẽ, cổ điển, lịch sự thôi. Và nếu như các bạn hỏi mình rằng mùi hương này nó sẽ phù hợp với cái phong cách như thế nào, thì khi mà mình mặc em nó lên người và mình ngửi ở ngay lần đầu tiên, thì mình đã nghĩ tới một cái người đàn ông trưởng thành, độ tuổi tầm ngoài 30. Anh ta sẽ chọn những cái bay quần áo, đặc biệt là những cái gam màu sẽ là những cái gam màu rất an toàn, trung tính, màu đen này, màu trắng hoặc là màu ghi, rồi màu xanh blue, kiểu nhẹ nhàng như vậy. Và những cái bộ quần áo ấy, nó không phải là những cái bộ quần áo bám trend thời thượng, mà nó rất là basic, đơn giản. Thậm chí rằng các bạn còn nhìn thấy cái cảm nhận rằng là mùi hương của trên những cái chiếc quần áo đấy, nó là mùi của nước xả vải mà chị vợ anh ta chọn cho anh ta. Đấy, nó an toàn đến cái mức như vậy. Nó sẽ là một cái mùi hương đi cùng với một cái phong cách của những người đàn ông mà các bạn rất dễ dàng gặp ở ngoài kia, chứ không phải là những anh chàng mà gặp ở trên top top. Thế là đây là một trong những cái lựa chọn mà nếu như bạn nam nào mà có thể ngoài tầm, chắc mình nghĩ đầu 8X này hoặc là đầu 9X thì mà các bạn không muốn đầu tư quá nhiều tiền, thì nó là một trong những lựa chọn cực kỳ an toàn và dễ dùng, dễ nhận được cái lời khen và thiện cảm từ những người xung quanh. Về phần hiệu năng của em nó thì với mình, Trenui phiên bản Pure Homme của Amat lưu trên da khá tốt, tầm 8 tiếng đồng hồ là điều thừa sức, và nó tỏa cũng rất ổn định, lúc nào tầm nửa cánh tay tầm này. Nghĩa là mình để tay ở đây nhá, kể cả các bạn nếu là xịt lên người nhá, thì nó có nhiệt độ nó sẽ tỏa tốt hơn. Thì mình nghĩ là tầm hơn nửa cánh tay một tí. Và nó, cái hiệu năng này nó sẽ duy trì tầm đâu đó tầm 4 đến 5 tiếng. Đây là một con số cực kỳ tốt với một chai nước hoa là đâu đó dưới 1 triệu đồng, và sử dụng trong môi trường văn phòng với một cái vai classic cổ điển đấy, trưởng thành, thì nó là một trong lựa chọn cực kỳ ok. Các bạn có thể mặc hàng ngày. Còn nếu mà các bạn không muốn cái mùi hương nó tỏa quá tốt mà gây khó chịu cho những người xung quanh,
doanh, thì mình khuyên là các bạn nên xịt lên quần áo, đặc biệt là những cái vùng mà nó không phải những cái vùng khỉu nha, để các bạn có thể cử động nhiều ma sát. Các bạn có thể xịt lên cái phần khỉu ở ngoài ở quần áo này. Và mình cũng khuyến khích là không nên xịt lên những cái áo trắng nhá. Tại vì đôi khi những cái áo sơ mi trắng thì mình cũng không biết là cái dui này như thế nào, tại vì đa phần nó đều xịt lên da thôi. Nhưng mà nếu như các bạn xịt một lần mà thấy nó hơi vàng một tí thì các bạn không nên xịt lên áo trắng. Đó, còn nếu mà các bạn có cái áo màu khác thì các bạn có thể thoải mái xịt lên những cái vùng như kiểu đây là cái khỉu tay. Ừ. Và những cái vùng như là ở hai bên vai để có thể có một cái mùi hương nó nhẹ nhàng mà nó vẫn ôm lấy cơ thể của các bạn. Đó, còn với cái phiên bản này nó không phải là một cái phiên bản clone quá tuyệt vời giống hệt với Quip Vulinary Twist, nhưng mà nó là một cái phiên bản trẻ trung hơn, giá thành dễ chịu hơn và hiệu năng thì cũng khá là tốt. Và nếu như bạn đã sử dụng qua em Genie của Armac này rồi, rất mong các bạn có thể chia sẻ cảm nhận ở bên dưới. Và theo các bạn thì mùi hương này nó có xứng đáng được cho vào là một trong những chai nước hoa văn phòng giá rẻ hay không? Thì mình sẽ cân nhắc làm thêm một cái list tầm 5 con mùi văn phòng giá rẻ dành cho các bạn nam. Thì nếu như các bạn thích mùi hương này thì hãy bình luận số 1, còn nếu mà không thì mời các bạn bình luận số 2 để cho mình cùng biết nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.